Thưa quý khán giả, căn cứ quyết định số 1880 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn và tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19. Xét tờ trình của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố về việc lùi thời gian tựu trường, thời gian bắt đầu học kỳ 1 năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển vừa ký ban hành công văn số 3996 về việc lùi thời gian tựu trường, thời gian bắt đầu học kỳ 1 năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học. Theo đó, lãnh đạo thành phố Cần Thơ thống nhất lùi thời gian tựu trường, thời gian bắt đầu học kỳ 1 năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học cho đến khi có thông báo mới. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện, tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định thời gian tựu trường, thời gian bắt đầu học kỳ 1 năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn trong thời gian tới. Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học trước khi trẻ mầm non, học sinh tiểu học trở lại trường học. Chủ trì phối hợp với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học hướng dẫn phụ huynh học sinh và học sinh triển khai các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục học sinh tại nhà nhằm trang bị các kỹ năng cần thiết cho học sinh trước khi đến trường học.